Chào các bạn, thì hôm nay qua clip này công ty VinGroup chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Wilson Kili Japan KR808U của hãng Kili Japan. Thì ở đây nó sẽ có mắc là 23 này, đó, mắc 28 BSI. Đó. Thì đây nó sẽ có Kili Japan này. Đó. Thì đây nó sẽ súng nó sẽ có kim bét là 1.4. Thì ở ngoài nắp chụp nó sẽ có 10 lỗ xé tơi sơn. Đó, 2, 4, 5. Đó, mỗi bên 5. Trên này nó sẽ có 1.4. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái nắp chụp ra. Thì chúng ta sẽ thấy ở cái trong, ở phía trong á. Thì nó sẽ có 8 lỗ xé tơi sơn nhé. Kim bét rất là dày, rất là đẹp. À, đây là dòng súng full loại tốt của hãng Kili. Thì đây là dòng súng full sơn cao cấp, full ô tô, xe máy, full cái sản phẩm lớn, đồ gỗ, nội thất cao cấp. Thì cốc đựng sơn là 600ml, cốc trên ở giữa thì súng sẽ có hai nấc. Một nấc ra hơi, một nấc ra sơn. Đây, một nấc ra hơi. Chúng ta thấy không? Khi mà súng phun ra cái mảng gắn tia lớn á, thì cái độ đều sơn nó vẫn là chuẩn nha. Thì đây là cái độ trụm xòe nhá. Đây là độ trụm xòe này. Đây là lượng sơn nhiều ít này. Đây là nút chỉnh hơi này. Đó. Cái dòng súng này thì nó khác với cái dòng khác là cái nút chỉnh độ trụm xòe nó ở bên hông như thế này. Nhiều khi chúng ta có thể tay chúng ta chỉnh nhá. Giờ tôi sẽ thử cái độ trụm xòe nhá. Thì khi mà chúng ta cho cái khoảng cách từ đây là vật phun là 0, 5, 10, 15, 20 cm này, 25 cm này, 20 cm ta thử đây. Đó. Nó sẽ tầm 30, nó sẽ tầm 30 cm. Đó, trên 15 và dưới 15. Đó. Thì tôi để khoảng cách 25. Đó. Tôi chỉnh cái lượng hơi yếu lại này. Súng thì cầm rất là chắc tay, bóp nhẹ nhàng. Thì trên đây á, thì công ty Vingroup Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Wilson Kili Japan KL808U của hãng Kili Japan. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Thì công ty VinGroup Việt chúng tôi cung cấp xỉ lẻ trên toàn quốc. Để mua xỉ và lẻ thì quý khách có thể liên hệ cái số hotline ở trên clip này hoặc là truy cập website xem thêm được nhiều các cái sản phẩm mới nhất. Cảm ơn quý khách, chúc khách thành công.